Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi của tác giả Phong Hà Du Nguyệt. Truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh cổ đại, sủng, trích nguồn Cung Quảng Hằng, editor Tát Trứng, beta Gấu Boki, diễn đọc Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận, cảm xúc để cổ vũ cho Chan. Like, share video để giúp kênh tăng thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức Chan đã ghi ở mục miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 69, Trường Sinh. Triệu Trương ở đằng kia chậm rãi nói, mà Triệu Giới mặt không đổi sắc lắng nghe. Cho đến khi Triệu Trương nói xong, Triệu Giới mới không nhanh không chậm hỏi: Ngũ đệ quan tâm hôn sự của phủ Trung Nghĩa Bá như vậy là có tính toán gì sao? Triệu Giới trực tiếp chỉ ra, cũng làm cho Triệu Trương khẽ kinh ngạc, trên mặt hắn cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Triệu Trương nhếch miệng cười trấn định nói: Nhị ca quá lo lắng rồi, đệ có thể có tính toán gì chứ? Đệ chỉ là vì danh tiếng của phụ hoàng mà suy tính, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Triệu Giới chậm rãi a một tiếng, lông mày nhướng lên, khí thế trên người đột nhiên trở nên đáng sợ. Triệu Giới cho dù chưa biểu hiện ra nộ ý, nhưng vô hình lại khiến người ta cảm thấy áp bách. Vì danh tiếng của phụ hoàng sao? Ta nghĩ cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Gần đây ngũ đệ qua lại thân thiết với phủ Trung Nghĩa Bá, bây giờ muốn kéo luôn cả phủ Anh Quốc Công vào sao? Môi mỏng của Triệu Giới cười, mắt phượng chợt lóe ra một tia sáng lạnh không dễ dàng phát giác. Nếu bản vương nhớ không lầm, tứ tiểu thư phủ Anh Quốc Công còn chưa cập kê, ngũ đệ cũng quá nóng vội rồi. Sắc mặt Triệu Trương ngày càng khó coi, tất cả tâm tư của hắn đều bị đoán trúng, lại bị người ta không chút lưu tình nói ra, khiến hắn trong nhất thời á khẩu không nói nên lời. Vẻ mặt Sùng Trinh Hoàng đế trở nên thâm trầm, nắm chặt bút lông nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt sắc bén. Một lúc lâu sau, ông hỏi Triệu Trương: Lão Ngũ, có chuyện này? Hoàng đế kiêng kỵ nhất là hoàng tử kéo bè kéo phái cùng các đại thần bí mật mưu đồ sự vụ triều đình. Việc này khiến ông có cảm giác mình còn chưa chết, nhi tử đã không chờ được muốn thay thế ông. Cho dù Triệu Trương và Triệu Giới có thật sự lôi kéo các đại thần đi nữa, cũng chưa bao giờ để ông biết, đều là bí mật hành sự. Hiện giờ Triệu Giới nói như vậy lại khiến Sùng Trinh không thể không cảnh giác nhiều hơn một phần đối với Triệu Trương. Vẻ mặt Triệu Trương kinh sợ, gấp gáp vén cẩm bào quỳ xuống nói: Bẩm phụ hoàng, không có chuyện này. Tuy là nói như thế nhưng Triệu Trương qua lại với phủ Trung Nghĩa Bá là thật. Không chỉ qua lại, mỗi lần bái phỏng đều được ghi lại trong một quyển sổ. Trong quyển sổ đó có ghi lại danh sách tất cả đại thần cùng hắn qua lại. Vốn chỉ là vì muốn lưu lại cho mình một chứng cớ, phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới bây giờ lại trở thành tử huyệt của chính mình. Triệu Trương bí mật giấu quyển sổ kia đi. Trừ hắn ra thì không ai biết rõ, Triệu Giới nói chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì? Triệu Trương vô cùng bất an. Hai người bọn họ đều có người ủng hộ riêng. Lúc Triệu Giới liên lạc với đại thần chưa từng để lại dấu vết nào. Hành tung của hắn bí ẩn, khó có thể đoán được. Cho dù Triệu Trương có muốn bắt thóp, cũng không có dấu vết mà tìm. Từ phương diện này mà nói, xem ra Triệu Giới cao tay hơn Triệu Trương, đang chờ Triệu Trương rơi xuống thế hạ phong. Sắc mặt Sùng Trinh Hoàng đế ôn hòa hơn một chút. Nếu đã không có, sau này liền an phận một chút. Còn hôn sự của Tống Huy, chờ sau khi thi đình lại bàn lại. Nói xong, ông phất tay, ý bảo hai người rời đi. Triệu Giới và Triệu Trương một trước một sau ra khỏi ngự thư phòng, đi về phía cửa cung. Ở Tuyên Đức Môn, Triệu Giới cầm dây cương trong tay, phi thân lên ngựa, thấp giọng nói với Chu Cảnh ở bên cạnh. Nghĩ cách thu sổ của Lão Ngũ vào trong tay, sao chép một bản đưa cho bản vương. Nhớ làm việc bí mật, đừng để kẻ nào phát hiện. Chu Cảnh đi theo Triệu Giới lâu như vậy rồi, bây giờ cuối cùng cũng có việc khó khăn cần hắn làm, lập tức sảng khoái đồng ý. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm việc cẩn thận. Phủ Anh Quốc Công. Ngày hôm đó trời mưa nhỏ, nước mưa đầm vào mái ngói lưu ly trên hành lang nhỏ, giọt nước tí tách rơi vào trong đất. Mưa không lớn, lại kéo dài không dứt. Ngụy Côn đi Hàn Lâm Viện. Ngụy La rửa mặt, đổi áo vách hợp và trang màu xanh da trời, phía dưới là la quần màu tím mang hài cao, đi tới thư phòng. Thư phòng nằm ở phía sau chính đường Tùng Viên, là chỗ Ngụy Côn làm việc. Bình thường Ngụy La rất ít khi tới chỗ này,
Hôm nay nếu không phải vì bức họa của Khương Diệu Lan, chỉ sợ nàng cũng chẳng bao giờ tới đây. Cửa thư phòng không có ai, Ngụy La đẩy Trực Linh Môn ra, đi tới phía sau văn án khắc đá mây, đường sơn đen khảm chai. Lần trước nàng thấy Ngụy Côn cất bức họa trong giá sách đằng sau. Ngụy La tìm thử, quả nhiên ở chỗ sâu nhất tìm thấy bức họa cất trong hộp gấm đóng kín làm bằng gỗ lim. Ngụy La lấy xuống, cởi giải lụa đỏ ở đầu. Bên trong đúng là bộ dáng của nữ nhân lần trước, mặt trái xoan, má hoa đào, mỉm cười. Đây là nương sao? Ngụy La chăm chú nhìn một lát, ánh mắt rời xuống trên bức họa cũng không để lại manh mối gì khác. Nàng tiếc nuối nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần, trên đó cũng không để lại gì, chỉ có một con dấu mờ mờ và một câu thơ đề, đó là bút tích của Ngụy Côn. Đại khái là lớp tình nồng như keo như sơn mà viết lên. Ngụy La nhìn mà cũng thấy ê răng. Nàng thật sự không phát hiện được gì, đành phải cuộn bức họa trả về chỗ cũ, rời khỏi thư phòng, trở lại đường vào Tùng Viên. Chỗ đó có một nha hoàn mặc xiêm y ngọc bích đứng đợi đã lâu, thấy Ngụy La đi tới thì gấp gáp chào đón. Tứ tiểu thư đã về. Ngụy La nghiêng đầu, không rõ chuyện gì, có việc gì thế? Nha hoàn kia cuống quýt gật đầu, nóng vội không yên nói, trong cung cho người đến mời ngài vào trong cung một chuyến. Ngụy La ngây người vô thức hỏi, Thiên Cơ công chúa mời ta? Không phải là Thiên Cơ công chúa. Nha hoàn lắc đầu tiếp tục nói, là hoàng hậu nương nương triệu ngài vào cung. Trần hoàng hậu ư? Điều này càng làm Ngụy La nghi ngờ. Từ khi nàng không làm thư đồng cho Triệu Lưu Ly, đã rất lâu chưa gặp Trần hoàng hậu. Mỗi lần nàng tiến cung đều trực tiếp đi Thần Hoa Điện, rất ít khi tới Chiêu Dương Điện. Bây giờ Trần hoàng hậu lại cố ý triệu nàng vào cung, là có chuyện gì gấp hay sao? Ngụy La mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không thể chậm trễ, trở về phòng cho Kim Lũ búi lại tóc cho nàng, dùng châm ngọc bích cài lên, lại từ trong hộp trang sức lấy ra một đôi hoa tai bằng vàng khảm đá ngọc lam mang vào. Lúc này mới lên xe ngựa tiến cung. Xe ngựa chạy tới hoàng cung, sau nửa canh giờ dừng ở cửa Khánh Hy cung. Ngoài cửa có một mama mặc xiêm y màu vàng đã đứng sẵn đợi nàng. Ngụy La xuống xe, theo sau mama đi tới Chiêu Dương Điện. Trước Chiêu Dương Điện có một hành lang nhỏ thật dài, đi qua hành lang nhỏ ấy mới tới cửa Chiêu Dương Điện. Ngụy La cúi đầu đi vào trong, quỳ gối hành lễ trước Trần hoàng hậu. Dân nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Trần hoàng hậu mặc áo kép gấm, trên vai thêu long văn, kim trang màu xanh thêu hoa, phía dưới là váy dài thêu kim long nghịch nước, ngồi trên ghế lim khắc hoa hồng, đánh giá Ngụy La một phen cười nói, đứng lên đi để bản cung nhìn rõ con. Ngụy La đứng thẳng, ngước mắt nhìn lên trên. Vừa nhìn Ngụy La bỗng nhiên ngẩn ngơ, bởi vì ngồi cạnh Trần hoàng hậu không ai khác chính là Triệu Giới. Triệu Giới mặc cẩm bào xanh đen thêu thị đế hoa văn, lấy tay chỉ mỉm cười nhìn nàng. Ngụy La ngẩn người, vội vàng thu hồi tầm mắt, quỳ củ ngồi trên ghế hoa hồng dưới ghế hoàng hậu. Đáng tiếc vị trí của nàng không tốt, Triệu Giới ngồi đối diện nàng. Nàng vừa ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mắt của hắn. Triệu Giới lại cứ cố tình không biết thu liễm, còn người đèn nhánh thỉnh thoảng nhìn nàng, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Tại sao Triệu Giới lại ở chỗ này? Truyền nàng vào cung là ý của Trần hoàng hậu hay là ý của hắn? Có chuyện gì gấp hay sao? Trong lúc Ngụy La còn chưa hiểu gì, Trần hoàng hậu đã giải đáp thắc mắc của nàng. Không lâu nữa Lưu Ly đã tới tuổi cập kê 15, ngày đó cần một người hỗ trợ lễ cập kê. Bản cung nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thích hợp. Trường sinh lại nhắc tới ngươi. Lúc này bản cung mới nhớ tới tuổi ngươi và Lưu Ly tương tự, lại là tỉ muội tốt, thật vô cùng thích hợp. Sau đó Trần hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, không biết ngươi có nguyện ý không? Ngụy La nghiêng đầu vô thức hỏi, trường sinh? Trần hoàng hậu che miệng cười, đây là nhũ danh của giới nhi, bản cung gọi từ nhỏ đã quen, nhất thời quên sửa miệng. À, Ngụy La ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy sắc mặt Triệu Giới có chút biến hóa. Không nghĩ một người uy nghiêm như vậy lại có nhũ danh đáng yêu như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngụy La suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu là lễ cập kê của Lưu Ly, dân nữ tất nhiên nguyện ý có mặt. Chỉ là dân nữ chưa từng hỗ trợ bao giờ, có rất nhiều việc không quen, đến lúc đó sợ sẽ rối loạn trận tuyến. Trần hoàng hậu nói việc này không có gì đáng ngại, ôn nhu an ủi. Trước lễ cập kê phải chuẩn bị rất nhiều, đến lúc đó ngươi thường vào cung, sẽ có người chuyên sướng lễ dạy ngươi phải làm gì, không cần sợ hãi. Lúc này Ngụy La mới an tâm gật đầu nhìn Trần hoàng hậu, khẽ mỉm cười nói, được,
Vậy làm phiền hoàng hậu nương nương quan tâm. Ngụy La hiểu quy củ, là cô nương khiến người khác yêu thích. Trần hoàng hậu chỉ gặp nàng lúc nàng còn nhỏ, bây giờ nàng đã trưởng thành, không ngờ trổ mã lại tốt như vậy. Lúc nãy Ngụy La mới tiến vào cũng khiến Trần hoàng hậu kinh ngạc một lát. Trần hoàng hậu quen nhìn mỹ nhân, hậu cung không người nào không có dung mạo tốt, ngay cả Cao Đan Dương phủ trấn quốc công, Lý Tương phủ nữ dương vương cũng đều là mỹ nhân nổi danh của thành Thịnh Kinh. Mỗi người các nàng đều có điểm riêng, vốn tưởng đó đã là nhan sắc xinh đẹp cực độ. Bây giờ thấy Ngụy La, Trần hoàng hậu lại thấy các nàng không đủ rực rỡ. Tiểu cô nương này trưởng thành vừa đúng, da thịt như tuyết, eo nhỏ, người trắng như ngọc, quả nhiên là tiên lư giật mạo. Hơn nữa giọng nói của nàng lại mềm mại êm tai. Người khác nghe thấy, liền tâm can trở nên mềm yếu, nói là vưu vật cũng không quá đáng. Trần hoàng hậu nhớ tới chuyện cũ năm đó, cầm lọ thuốc hít màu phấn mạ vàng hoa văn hình hoa cỏ, nhịn không được cảm khái nói. Năm tháng thật không buông tha một ai, năm đó ngươi và Lưu Ly đều nhỏ như vậy. Trần hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên trời, do dự một chút. Bây giờ đều lớn như vậy cả rồi. Ngụy La cong môi lại cười nói, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn giống như năm đó, không có gì thay đổi. Cái miệng nhỏ này thật là ngọt. Không có nữ nhân nào không thích nghe mấy lời này. Ý cười trên mặt Trần hoàng hậu sâu hơn một chút, ánh mắt nhìn Ngụy La cũng từ ái hơn nhiều. Đứa nhỏ này, trong lòng bản cung rất cảm kích ngươi. Năm đó Lưu Ly không chịu uống thuốc, chỉ có ngươi là có biện pháp. Thân thể nó bây giờ cũng tốt hơn, phân nửa công lao là của ngươi. Lần này lại truyền ngươi vào cung cũng có một phần tâm tư như vậy, nghĩ nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tất nhiên Ngụy La không dám nhận, gấp gáp nói không sao. Hoàng hậu nương nương còn phí tâm nhiều hơn dân nữ. Câu nói này khiến cho hốc mắt của Trần hoàng hậu phím hồng. Những năm này, bà vì Triệu Lưu Ly đã tốn biết bao nhiêu tâm tư, đại để chỉ có mình bà hiểu rõ. Có đôi khi đêm ngủ cũng không yên, lo lắng vừa tỉnh dậy, Lưu Ly liền bệnh nặng. Đoạn thời gian đó mỗi ngày bà đều hốt hoảng lo sợ, cũng không biết trôi qua thế nào. Trần hoàng hậu vì thế có chút cảm khái. Cũng may bây giờ Lưu Ly hiểu chuyện, biết tự chăm sóc mình, hơn nữa còn có Dương Trần ở bên cạnh bảo vệ, bà mới yên tâm hơn. Trần hoàng hậu nhìn Ngụy La bằng con mắt khác, cảm thấy càng ngày càng thích. Đây là tiểu cô nương hiểu chuyện, nói chuyện chạm tới tâm khảm của bà. Trần hoàng hậu kêu Thu Mama lấy một hộp gấm làm từ gỗ tử đàn đưa tới cho Ngụy La. Bản cung cũng không có đồ vật nào khác, đây là đồ trang sức năm xưa bản cung vào cung mẫu thân đã đưa cho bản cung, bây giờ tặng lại cho ngươi. Trong hộp là một bộ trang sức phù dung bằng vàng, trên mặt khảm hồng ngọc trong suốt, vừa nhìn liền biết là vô giá, khó có được chính là tâm ý của Trần hoàng hậu. Ngụy La vừa nghe lai lịch của nó liền không dám nhận, mở miệng cự tuyệt. Dân nữ. Trần hoàng hậu cố ý nghiêm mặt uy hiếp, nếu ngươi không cầm chính là không chịu tiếp nhận lòng biết ơn của bản cung. Ngụy La nào dám nghĩ như thế. Ngụy La có chút oan uổng, đành phải cầm lấy chân thành nói, đa tạ hoàng hậu nương nương. Nói xong Trần hoàng hậu lưu nàng lại nói vài câu, lời nói khách khí, thần thái ôn hòa, không giống như hoàng hậu nói chuyện với dân nữ, mà giống như trưởng bối lôi kéo tiểu bối nói chuyện nhà hơn. Ước chừng qua một canh giờ, Ngụy La thấy cũng không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Trần hoàng hậu không lưu nàng lại, dù sao bên ngoài cũng đang mưa, tối muộn đường không dễ đi, sợ sẽ gặp mưa lớn, Thiêu Thu Mama che dù đưa nàng ra cửa Khánh Hy Cung. Lúc này Triệu Giới để chén trà xuống đứng lên, phủi phủi cầm bào nói, mẫu hậu, trong phủ nhi thần có việc cũng nên về thôi. Trần hoàng hậu không nghi ngờ gật đầu nói, mẫu hậu nhớ lúc con tới không mang dù, con chờ một lát Thu Mama đưa dù tới. Triệu Giới gật đầu đồng ý. Không lâu sau Thu Mama từ trong buồng đi ra, trên tay cầm hai cây dù, một cái cho Ngụy La, một cái cho Triệu Giới. Triệu Giới cầm lấy cả hai, đứng ở hành lang nhỏ nói với Thu Mama, người về đi, bản vương và tứ cô nương cùng đường, vừa vặn đưa nàng rời Khánh Hy Cung. Thu Mama cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nhìn Ngụy La một cái rồi xoay người đi về. Thu Mama lại không nghĩ xem từ khi nào mà Triệu Giới lại đề nghị đưa một cô nương về chứ. Ngụy La nhìn bóng lưng Thu Mama rời đi có chút bất đắc dĩ. Triệu Giới rũ mắt nhìn tiểu cô nương, cất bước đi tới bên cạnh nàng. Đi thôi. Ngụy La đành phải nhấc váy theo sau Triệu Giới. Bọn họ đi trên hành lang nhỏ, bên ngoài là tiếng mưa tí tách, mưa như hạt châu rơi trên mặt đất, bắn tung tóe trên hành lang, từng đợt hơi ẩm kéo dài. Bước chân Triệu Giới không nhanh, đại khái là chiếu cố bước đi của nàng,
từ đầu đến cuối vẫn thong thả chậm rãi đi đằng trước, không nói chuyện với nàng, cũng không quay đầu nhìn nàng. Cuối cùng cũng tới cuối hành lang nhỏ, phía trước là đường ra khỏi Khánh Hy Cung. Ngụy La bước nhanh đuổi theo Triệu Giới, dừng cách hắn 3-4 bước. Tĩnh Vương ca ca, cho muội một cây dù đi. Ngụy La vừa nói vừa đưa tay ra, bàn tay nho nhỏ, lòng bàn tay giơ ra trước mặt hắn tuyệt không khách khí. Triệu Giới dừng bước, xoay người nhìn nàng, lại nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ, hơi nhếch cánh môi giễu cợt nói, đứng xa như vậy, làm sao bản vương đưa cho muội được? Ngụy La suy nghĩ một chút, đành bước tới, đứng gần Triệu Giới hơn một chút. Ai ngờ, hắn cũng không đưa dù cho nàng, lại đưa mắt chăm chú nhìn nàng một lát. Chậm rãi cúi người, đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Triệu Giới đối diện với nàng, khoảng cách giữa hai người lúc đó chỉ khoảng một lóng tay, cũng quá gần rồi. Ngụy La vô thức lùi về sau, Triệu Giới không nhúc nhích nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, từng chữ hỏi, muội đang trốn ta. Chương 70, ăn ngon sao? Rõ ràng như vậy ư? Trong lòng Ngụy La ngờ vực, không tin, nhưng sắc mặt không thay đổi, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn lắc lắc đầu nói, không có. Đuôi lông mày Triệu Giới cong lên, hiển nhiên là không tin lời của nàng chút nào. Lúc ở Chiêu Dương Điện, nàng ngồi đối diện hắn, từ đầu tới cuối cũng không nhìn hắn lần nào. Đừng nhìn nàng bình thản như vậy, thật ra lại đang lẩn tránh tầm mắt của hắn. Nàng xem hắn là đồ trang trí sao? Hay là cố ý làm như vậy? Trước kia Ngụy La sẽ không né tránh ánh mắt của hắn, cũng không khách khí gọi hắn Tĩnh Vương ca ca, càng không bài xích hắn đụng chạm vào nàng. Bây giờ lại làm sao rồi? Cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Có phải không nàng đã biết cái gì rồi? Hay là ngày đó ở Thiên Phật Tự nàng không ngủ, hoặc là trên đường đã tỉnh? Nghĩ tới đây, mắt Triệu Giới sâu thêm vài phần, không nói lời nào mà nhìn Ngụy La. Ngụy La coi như không thấy ánh mắt chăm chú của hắn, bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm cũng không thu về, lặp lại lời nói của mình lần nữa. Tĩnh Vương ca ca, đưa cho muội một cây dù đi. Lần này Triệu Giới không nói gì, cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề vừa rồi. Hắn đưa cho nàng một cây dù, thuận miệng hỏi, vấn đề mà mẫu hậu hỏi muội, câu trả lời của muội đều là nói thật sao? Ngụy La nhận lấy dù trúc có 48 nan mở ra che trên đỉnh đầu, bước vào màn mưa. Đối với lời nói vừa rồi của Trần Hoàng Hậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Về vấn đề gì? Lúc đi ra cửa Khánh Hy Cung, nàng không đi con đường nhỏ yên tĩnh kia, mà đi trên đường lớn lát đá xanh. Nước mưa đập vào trên dù phát ra những tiếng vang thùng thùng. Hoàng Cung là nơi yên tĩnh, dọc đường đi cơ hồ không nghe được thanh âm nào. Tiếng mưa ngược lại trở thành âm thanh vang dội duy nhất. Ngụy La nghe cũng không thấy ồn ào, trái lại lại giúp người ta tĩnh tâm. Triệu Giới che dù, cất bước đi sau nàng. Trên đường không có người khác, chỉ có hai người họ. Ngẫu nhiên cũng có cung nữ và công công đi ngang qua, quỳ gối hành lễ với Triệu Giới. Hắn trả lại một câu miễn lễ, sau đó tiếp tục đi sau lưng Ngụy La. Hiếm khi Triệu Giới chậm rãi hỏi, bình thường ở nhà muội thích trồng hoa. Bước chân Ngụy La chậm lại, Trần Hoàng Hậu quả thật có hỏi qua, nàng cũng có trả lời như vậy. Lúc nãy Trần Hoàng Hậu kéo nàng hỏi việc nhà, hỏi lung tung vài chuyện, hình như vô cùng hứng thú với cuộc sống của Ngụy La. Không chỉ hỏi nàng bình thường ở nhà làm gì, còn hỏi nàng thích ăn gì, thích xem sách gì. Ngụy La từng cái đều trả lời hết, cũng không nghĩ Triệu Giới lại nhớ trong lòng. Ngụy La nhìn chằm chằm đường dưới chân, không yên lòng nói, phải, phụ thân có làm một vườn hoa nhỏ chỗ hậu viện cho muội, lúc nhàn hạ có thể chăm sóc hoa giết thời gian. Triệu Giới nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mặt lại hỏi, thích ăn vằn thắn nguyên bảo của Ngự Hoa Lâu? Ngụy La lại nhẹ gật đầu một cái, ăn ngon sao? Rất ngon. Triệu Giới đem mấy câu trả lời của nàng từng cái hỏi lại một lần, đến cuối còn khiến Ngụy La lời giải thích, hắn hỏi cái gì nàng cũng chỉ gật đầu, không để ý hai người đã tới Tuyên Đức Môn. Xe ngựa của phủ đệ đang đợi ngay ở đó, Ngụy La không chờ được đi nhanh tới. Vừa đi được hai bước, đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì, xoay người mỉm cười với Triệu Giới, má hồng sáng long lanh, trong suốt động lòng người. Muội về trước đây, tạm biệt Tĩnh Vương ca ca. Triệu Giới đứng ở tại chỗ, lúc nàng xoay người đi thì gọi lại, A La. Ngụy La không rõ có chuyện gì, ừ một tiếng, khóe môi Triệu Giới cong lên. Mấy ngày nữa Lưu Ly muốn xuất cung, nhờ bản vương nói với muội, muốn muội đi cùng nó. Ngụy La nghĩ nghĩ, nàng ấy xuất cung có chuyện gì sao? Hoàng hậu nương nương đồng ý không? Lần trước Trần Hoàng hậu đã phá lệ cho Triệu Lưu Ly ra cung, không nghĩ tới còn có lần thứ hai.
Lần trước là có Triệu Giới cầu tình, còn lần này là vì sao? Triệu Giới ừ một tiếng giải thích. Lưu Ly trước lúc cập kê chỉ có một yêu cầu, mẫu hậu cũng đồng ý rồi. À, nếu đã là vậy, nàng cũng không tiện từ chối. Có điều Ngụy La nhớ lần trước Triệu Lưu Ly xuất cung, nói là hai người bọn họ cùng đi. Kết quả tới Vinh Xuân Phường đã thấy Triệu Giới ngồi ở đó, lần này không phải cũng vậy chứ? Nghi ngờ trên mặt Ngụy La quá rõ ràng, muốn người ta không nghĩ cũng không được. Triệu Giới cong môi cười. Ta phải bảo vệ an toàn của Lưu Ly, hiển nhiên cũng sẽ đi. Ngụy La chậm chạp a một tiếng, cũng không tiện biểu hiện kháng cự quá rõ ràng. Nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi, muội sẽ đi. Đến lúc đó kêu nàng ấy tới tìm muội. Nói xong Ngụy La chào tạm biệt Triệu Giới, dẫm chân leo lên xe ngựa. Ngụy La ngồi trong xe, buông màn thêu tơ vàng xuống, ngăn trở tầm mắt giữa hai người. Triệu Giới nhìn xe ngựa đỉnh màu đen đi xa dần, rất lâu mới dắt ngựa đi, bình tĩnh chậm rãi bước đi trong mưa. Chu Cảnh đi sau lưng hắn, thấy hắn không phải đi về phủ, trong nội tâm có chút nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi nhiều. Vương gia muốn đi đâu, hắn chỉ cần đi theo là được. Không lâu sau, Chu Cảnh thấy Triệu Giới dừng lại trước ngự hỏa lâu ở phố Tây. Thu dù đi vào trong, trời bên ngoài đang mưa, trong sảnh cũng không có bao nhiêu người. Triệu Giới dứt khoát tùy tiện ngồi xuống một bàn, tiểu nhị trong lâu đi tới cười hỏi, khách quan muốn dùng gì? Triệu Giới phủi phủi bọt nước trên vai nói, một chén vằn thắn nguyên bảo. Tiểu nhị nói một tiếng được, thấy Triệu Giới không muốn ăn gì khác nữa, liền xoay người đi vào bếp báo món. Chu Cảnh buộc ngựa tốt rồi mới vào đại sảnh, chỉ thấy vương gia tôn quý nhà hắn đang ngồi trong đại sảnh không nhanh không chậm ăn vằn thắn. Chu Cảnh ngạc nhiên tiến lên, đi ra sau lưng Triệu Giới. Há miệng rồi lại há miệng, nhịn không được hỏi, vương gia, ngài và Ngụy tứ cô nương không định nói ra hết sao? Chu Cảnh đi theo Triệu Giới nhiều năm như vậy, Triệu Giới cũng không ngại hắn chuyện gì, vì thế hắn cũng biết rõ tâm tư của vương gia với tiểu cô nương. Nhẫn lâu như vậy, hắn ở ngoài nhìn còn thấy sốt ruột thay. Hôm nay vốn là cơ hội tốt để nói, vì sao vương gia lại không nói? Chu Cảnh nghĩ không ra, do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Động tác tay của Triệu Giới tạm ngừng, trận để muỗng sướng xuống, nhớ tới bộ dạng cảnh giác của tiểu cô nương vừa rồi. Triệu Giới nhếch môi chống cằm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hắn cười cười thong thả nói, nàng đã biết, ngươi không nhìn ra sao? Chương 71, vở kịch tình cảm lớn. Triệu Giới đoán không sai, quả thật Ngụy La biết rõ, không chỉ biết rõ hơn nữa nàng còn quyết định giữ khoảng cách với hắn. Ngày đó ở gần cửa Thiên Phật tự, hắn không chỉ hôn nàng, còn ở bên môi nàng liếm mút. Ngụy La còn nhớ rõ, ôn tuyền trên rừng đào quả thật rất thoải mái, khiến nàng buồn ngủ, ngâm một hồi liền không tự chủ ngủ thiếp đi. Sau đó Triệu Giới ôm nàng lên ngựa, nàng mơ mơ hồ hồ nhưng cũng có chút ấn tượng. Lông tới cửa Thiên Phật tự, hắn gọi tên nàng. Thật ra lúc đó nàng có nghe thấy, nhưng quá mệt mỏi nên không muốn tỉnh lại. Ai biết Triệu Giới vậy mà lại cúi người hôn lên trán nàng. Nàng kinh ngạc nhưng không dám mở mắt, dứt khoát nhắm mắt giả bộ ngủ. Có điều hành động tiếp theo của hắn thật khiến cho nàng càng thêm sợ hãi. Hắn vậy mà lại hôn môi nàng. Ngụy La thật sự cảm thấy không xong rồi. Bên ngoài giả ngủ đến thiên hôm địa ám, nhưng trong lòng lại như có từng trận sóng đập tới. Vì sao Triệu Giới lại hôn nàng chứ? Nàng không ngốc, dù sao đã sống qua một đời, những chuyện đã trải qua cũng nhiều hơn so với người khác. Đại khái là cũng hiểu được một chút. Ngày trước là nàng không muốn nghĩ tới phương diện kia, Triệu Giới đối với nàng tốt, ánh mắt lúc nhìn nàng rất chuyên tâm, bàn tay ôm nàng cũng nóng rực. Tất cả điều đó Ngụy La đều tự lừa mình dối người mà bỏ qua. Chung quy hắn hơn nàng 9 tuổi, nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, sao có thể có tâm tư như thế được. Nhưng bây giờ, nàng muốn xem nhẹ cũng không được, hắn hôn nàng, nhân lúc nàng ngủ mà hôn nàng đấy. Ngày đó, lúc Triệu Giới ôm nàng vào lòng, lồng ngực hắn nóng hổi như thể muốn hòa tan cả người nàng. Đại ca ca của nàng lại thích nàng, là loại tình cảm giữa nam và nữ, không phải xem nàng như tiểu muội muội mà yêu thích. Trong nhất thời, Ngụy La không rõ ràng được, nàng kính trọng Triệu Giới cũng cảm kích hắn. Đó là bởi vì hắn luôn chăm sóc nàng, giúp đỡ nàng, ở phía sau thay nàng thu dọn cục diện rối rắm. Có điều muốn nàng tiếp nhận phần tình cảm này, nàng thật sự không làm được. Vậy thì dứt khoát khoảng cách với hắn. Trước kia qua lại quá thân cận, Triệu Giới lại là nam nhân trưởng thành. Nàng là cô nương chưa gả, nam nữ hữu biệt, thân cận vậy cũng không tốt. Đây là nguyên nhân tại sao hôm nay nàng lại né tránh Triệu Giới. Ngụy La về phủ Anh Quốc Công,
vốn muốn qua tứ phòng thỉnh an Tần thị một chuyến. Mới vào cửa chính liền thấy Bạch Lam đi tới nói với nàng: "Tiểu thư, Thiên Kim Đình Viễn Hầu tới đây." Lương Ngọc Dung thường ngày tới tìm Ngụy La chơi đùa cũng không phải chuyện hi hữu gì, bọn nha hoàn tập mãi thành quen, mỗi lần nàng ấy tới phủ anh quốc công đều trực tiếp mời tới phòng khách chờ. Ngụy La gật đầu tỏ vẻ đã biết, nghe Bạch Lam nói người đang đợi ở phòng khách, liền trực tiếp nhấc váy đi tới đó. Lương Ngọc Dung đang ngồi trên ghế làm từ gỗ hoa lê khắc hoa hồng uống trà, là loại trà tuyết liên trên núi Nga Mi mới hái vào mùa xuân, bột trà trong suốt, hương thơm ngào ngạt. Nàng mê mẩn phẩm trà, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngụy La đi vào, gấp gáp đứng lên hỏi: "Ta nghe Bạch Lam nói ngươi vào cung có chuyện gì không? Thiên Cơ công chúa tìm ngươi hả?" Ngụy La lắc đầu nói: "Không phải, là hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung." Động tác bưng trà của Lương Ngọc Dung hơi khựng lại. Việc Triệu Lưu Ly thường kêu Ngụy La vào cung chơi nàng ấy biết, nhưng hoàng hậu nương nương cũng thường xuyên kêu Ngụy La vào cung sao? Nàng tò mò hỏi: "Hoàng hậu nương nương tìm ngươi có việc gì?" Ngụy La liền đem việc lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa kể lại một lượt. Trần hoàng hậu bảo nàng giúp đỡ đảm nhiệm chủ trì trong lễ cập kê của công chúa. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lương Ngọc Dung như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Đây là một chuyện tốt. Lương Ngọc Dung nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn Ngụy La, dần có cảm giác có vinh cùng hưởng, cảm thấy vui mừng. Đây còn không tốt sao? Ngày đó nhất định có rất nhiều quý nữ sẽ có mặt. Hoàng hậu nương nương bảo ngươi làm, chắc là đã nhìn trúng dáng vẻ quy củ của ngươi, thấy rõ ngươi là người tốt nhất. Sau lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa, thanh danh của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên. Ngụy La nghĩ cũng phải, chỉ là nàng không quen quy củ lễ cập kê, cho nên vẫn có chút lo lắng, nếu có gì sai sót sẽ không tốt. Cũng may, Trần Hoàng hậu nói sẽ cho người dạy nàng cẩn thận, nên trong lòng Ngụy La mới có chút yên tâm. Nói xong những thứ này, Ngụy La cầm chén trà khắc hoa sen lên, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay tìm ta có việc gì?" Lương Ngọc Dung không phải cô nương hay tỏ vẻ xấu hổ, tính tình nàng ấy thẳng thắn, có gì nói đó. Lương Ngọc Dung chớp mắt mấy cái, không quanh co nói: "Lần trước ngươi đưa kẹo cho Thường Dẫn ca ca, huynh ấy có nói gì không?" Hóa ra là vì chuyện này. Hào hứng của Ngụy La giảm dần, mở miệng cố ý kéo dài tiếng a, giả bộ suy tư. Rất lâu sau mới chậm rãi nói: "Cũng không nói gì cả." Vẻ mặt Lương Ngọc Dung có chút mất mát. Thật ra Ngụy La là đang gạt người. Lúc Ngụy Thường Dẫn nhận kẹo, ca ca tươi cười ôn hòa còn trêu kẹo nói: "Ca ca chỉ có cho muội ấy vài viên kẹo, muội ấy lại tặng ca ca tận 3 túi điểm tâm. Vụ mua bán này xem ra là có lời rồi." Có điều những lời này Ngụy La sẽ không nói cho Lương Ngọc Dung biết. Trước khi chân của Ngụy Thường Dẫn lành lại, nàng sẽ không muốn để hai người bọn họ có quá nhiều quan hệ. Đôi mắt sáng người của Lương Ngọc Dung lập tức ảm đạm, cũng không từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: "Huynh ấy có nói ăn ngon hay không? Có thích không?" Lúc Ngụy La nói dối, tim không loạn, mặt không đỏ, thẳng thắn vô tư mà nói: "Ta đưa điểm tâm cho Thường Dẫn ca ca xong liền ra về, cũng không thấy ca ca có ăn không, thế nên cũng không biết ca ca có thích hay không." Lương Ngọc Dung tức giận, ỉu xìu ngồi lại trên ghế, bị đả kích tới nỗi không muốn hỏi gì nữa. Bọn họ đang nói chuyện thì bên ngoài có một gã sai vặt nóng vội không yên đi ngang qua. Theo sau hắn ta là một ông lão râu dài tóc hoa râm. Ông lão cầm theo một hòm thuốc, xem ra là một vị đại phu. Ngụy La đi ra khỏi phòng khách, gọi gã sai vặt lại hỏi: "Có chuyện gì? Trong phủ có ai bị bệnh sao?" Gã sai vặt nghe tiếng liền dừng bước, chắp hai tay lại hành lễ: "Bẩm tứ tiểu thư, là bệnh chân của đại công tử ở Dung Viên ạ." Trên đùi Ngụy Thường Dẫn có vết thương, bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi tới đợt mưa dầm, vết thương cũ sẽ lại tái phát, đau đớn khó nhịn. Sau lưng gã sai vặt là vị đại phu họ Chu, có chút danh tiếng ở thành Thịnh Kinh, chuyên chữa các loại bệnh như vậy. Những năm nay cũng là nhờ vào ông ấy, Ngụy Thường Dẫn mới có thể bình yên vô sự. Sự tình như thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, nhưng mỗi lần cơn đau tái phát thì vẫn như cũ khó mà chịu đựng được. Lương Ngọc Dung vừa nghe liền thấy không tốt, nhịn không được hỏi: "Chân bị bệnh có nghiêm trọng không?" Gã sai vặt đáp: "Đại khái là do thời tiết ẩm ướt, cho nên lần này nghiêm trọng hơn so với bình thường một chút." Gã sai vặt nói xong cũng sợ trễ nải thời gian làm ảnh hưởng tới việc điều trị của Ngụy Thường Dẫn, liền vội vàng cáo từ Ngụy La và Lương Ngọc Dung, dẫn đại phu đi về hướng Dung Viên. Ngụy La nhìn bóng lưng gã sai vặt,
hình như đang nghĩ gì đó. Lương Ngọc Dung không để yên, tiến lên cầm tay Ngụy La nói: "A La, chúng ta đi thăm Thường Dẫn ca ca đi." Ngụy La vốn không muốn để Lương Ngọc Dung đi, nhưng lại không tìm được lý do gì để ngăn cản. Ngụy La nghĩ thấy cũng tốt, để cho nàng ấy thấy rõ trở ngại giữa hai người bọn họ. Thấy được tình hình thực tế của Ngụy Thường Dẫn rồi, sau này cũng không sinh ra tâm tư gì khác. Nghĩ tới đây, Ngụy La gật đầu nói: "Được." Lúc các nàng tới dung viên, đại phu đang chữa trị cho Ngụy Thường Dẫn. Đại phu nhân nghe nói bọn họ tới thăm Ngụy Thường Dẫn nên cũng không ngăn cản, kêu các nàng vào phòng, miễn cưỡng cười: "A La, các con có tâm." Mùi thuốc đông y trong phòng thật nồng nặc, dường như tràn ngập cả căn phòng, phả vào miệng, xộc vào mũi. Ngụy La và Lương Ngọc Dung không quen với mùi thuốc nồng như vậy, lúc vừa vào phòng liền bị sặc, ho lên vài cái. Thật vất vả hai người mới thích ứng được. Đi vào đằng sau, bình phong làm từ gỗ hoa lê và cúc được khắc tranh sơn thủy, nhìn thấy Ngụy Thường Dẫn đang ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ chắc, hai chân ngâm trong thùng gỗ. Đại phu cho từng thứ dược liệu một vào trong thùng. Dưới thùng gỗ có đốt lửa, trên mặt nước còn lượn lờ khí nóng, vừa nhìn liền biết nhiệt độ không thấp. Lại nhìn Ngụy Thường Dẫn, gương mặt tuấn lãng tái nhợt dị thường, trên trán đầm đìa mồ hôi, cùng bộ dáng nho nhã ngày thường khác nhau rất lớn. Nhưng cho dù có đau đớn cỡ nào, khí chất trầm tĩnh của Ngụy Thường Dẫn vẫn không đổi, chỉ nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch không nói lời nào. Chắc là nghe thấy được tiếng bước chân, Ngụy Thường Dẫn mở mắt nhìn người tới, miễn cưỡng cười nói vài tiếng: "A La và Ngọc Dung tới à?" Lương Ngọc Dung chưa nhìn thấy qua tình cảnh như vậy, bàn tay trong tay áo không ngừng nắm chặt khăn lụa, vừa cảm thấy đáng sợ lại vừa lo lắng cho Ngụy Thường Dẫn. Nàng chần chừ thật lâu mới tiến lên nhẹ nhàng hỏi: "Thường Dẫn ca ca rất đau sao?" Ngụy Thường Dẫn hơi cụp mắt, yếu ớt cười một cái: "Không đau lắm." "Sao có thể không đau chứ? Sắc mặt Ngụy Thường Dẫn không tốt, y phục đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, còn có thể không đau được sao?" Lương Ngọc Dung và Ngụy La đứng bên cạnh, vốn chỉ muốn tới xem hắn một chút, bây giờ nhìn rồi lại hy vọng bản thân chưa từng tới đây, bởi vì nếu không đến sẽ không phải nhìn thấy vẻ thống khổ của Ngụy Thường Dẫn, lại càng sẽ không vì thế mà đau lòng cho hắn. Hai nàng đứng một lúc, không giúp đỡ được cũng không làm được gì, vì không muốn làm vướng víu đại phu đang chữa bệnh, đành phải cáo từ với đại phu nhân rồi rời đi. Trước khi đi, Lương Ngọc Dung lơ đãng nhìn quanh, thấy đầu giường Ngụy Thường Dẫn còn có một bọc điểm tâm đang mở. Đúng là loại bánh cuộn đậu đỏ lần trước nàng mua cho hắn. Bên trong bánh cuộn mấy tầng đậu đỏ, bên ngoài rắc một lớp bột nếp mỏng, hương vị khi ăn vào miệng ngọt mà không ngấy. Lúc đó nàng mua 8 cái, bây giờ chỉ còn lại 2. Ngụy Thường Dẫn thích ăn sao? Lương Ngọc Dung ngẩn người quay đầu lại nhìn Ngụy Thường Dẫn đang ngồi trên xe lăn. Vừa vặn Ngụy Thường Dẫn cũng đang nhìn Lương Ngọc Dung, ánh mắt hai người gặp nhau, hắn cong môi khẽ cười, vẻ mặt nhu hòa, cho dù bản thân đang trong hoàn cảnh chật vật nhưng vẫn ung dung bình tĩnh như trước. Chương 71. Vở kịch tình cảm lớn phần 2. Ngụy La tiễn Lương Ngọc Dung về, cứ thế bất chi bất giác lại vài ngày trôi qua. Ngày 15 tháng 3, Triệu Lưu Ly xuất cung. Ngụy La dậy từ sớm, ngồi trước gương sửa soạn cho bản thân. Thường ngày nàng cũng không thích dùng son phấn, bởi vì tuổi còn nhỏ, làn da đang ở thời điểm tốt nhất. Tô son điểm phấn ngược lại lại che bớt đi dung nhan của nàng. Hôm nay cũng vậy, Ngụy La chỉ lấy phấn thỏi kẻ lại chân mày lá liễu một chút, lại thoa lên miệng chút son màu hồng nhạt. Ngụy La xoay gương, nhìn thấy đôi môi mềm mại trơn bóng óng ánh, cả người đều tràn ngập tinh khí. Ngụy La thay xiêm y đỏ nhạt theo hoa văn như ý, ở bên dưới là váy màu xanh nhạt theo bách điệp, lại kêu kim lũ búi tóc kiểu sau hoàn tế, cài lên một đóa hoa vàng khảm trân châu, lúc này mới coi như thỏa đáng, chuẩn bị xuất môn. Ngụy La vừa mới thay hài gấm thêu hoa mai và trăng non, liền nghe thấy nha hoàn vào nói: "Tứ tiểu thư, Thiên Cơ công chúa đã tới." Ngụy La gật đầu, sau khi thấy bản thân ổn rồi mới cất bước đi ra khỏi phủ Anh Quốc công. Trước cửa có một chiếc xe ngựa nắp xanh, bên cạnh xe có một người đang đứng thẳng mặc áo bào màu xanh, đúng là Dương Trần. Dương Trần thấy nàng đi ra thì hướng nàng thi lễ coi như chào hỏi. Ngụy La leo lên xe ngựa, vén rèm xe nhìn vào trong rồi hơi khựng lại một chút, bởi vì trong xe không chỉ có Triệu Lưu Ly mà còn có cả Triệu Giới đang mặc cẩm bào màu xanh thêu mãng xà. Triệu Giới ngồi trong cùng, nhận ra ánh mắt của nàng liền hơi mở ra, nhìn nàng, ánh mắt hắn đen thẫm, không chút che giấu. Ngụy La nhìn nàng, ánh mắt hắn đen thẫm, không chút che giấu. Ngụy La nhìn nàng, ánh mắt hắn đen thẫm, không chút che giấu.
Ngụy La bị hắn nhìn đến chột dạ, thiếu chút nữa liền xoay người xuống xe. Đáng tiếc, Triệu Lưu Ly nhanh hơn một bước, vô cùng hào hứng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, hai mắt long lanh hỏi: "A La, hôm nay người chồng dễ nhìn hơn mọi khi." Ngụy La lờ đãng gật gật đầu: "Ta thoa chút son môi." Bây giờ chỗ Ngụy La nàng ngồi không thể nào khéo hơn được, vốn là Triệu Lưu Ly ngồi cách Triệu Giới một khoảng, bây giờ nàng lại ngồi ở giữa hai người họ. Bên trái là Triệu Lưu Ly, bên phải là Triệu Giới, thế nào cũng thấy không ổn. Mặc dù không đến mức ngồi sát vào nhau, nhưng tay nàng và tay Triệu Giới cũng quá gần rồi. Xe ngựa rộng rãi, Triệu Giới dịch vào bên trong một chút không hẳn là không thể, nhưng mà dường như hắn cố tình như không phát hiện được gì khác lạ, động cũng không động. Ngụy La nhịn lại nhịn, cuối cùng chịu không nổi nghiêng đầu, mắt hạnh mở to nhìn hắn. "Tĩnh Vương ca ca, ca ca ngồi dịch vào bên trong một chút được không?" Triệu Giới có chút đăm chiêu nhìn nàng, mày kiếm nhướng lên, không những không nhúc nhích, khóe môi còn cong lên hỏi ngược lại nàng: "Sao vậy, muội thấy chật sao?" Ngụy La gật đầu nói phải. Hồi lâu sau Triệu Giới mới động, đứng dậy ngồi vào phía bên kia xe ngựa, đối diện nàng. Tuy là khoảng cách xa như vậy, nhưng góc độ cũng thật không tốt. Ngụy La chỉ cần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Giới, cảm giác áp bách so với khi hắn ngồi bên cạnh nàng lớn hơn. Ngụy La xoay cổ, cảm thấy hắn cố ý. Nàng liền thay đổi tầm mắt, không nhìn hắn nữa, nhưng đầu tỏ vẻ chăm chú nghe Triệu Lưu Ly nói. Triệu Giới để hai người trước, đôi mắt đen như tiểu cô nương đối diện, trong khóe mắt hiện lên chút vui vẻ, trong lát sau mới thu hồi ánh mắt. Triệu Lưu Ly ngồi một bên hoàn toàn không hay biết sự khác thường giữa hai người họ, hết sức chuyên chú nói chuyện với Ngụy La. Một lát hỏi cái này, lát sau lại hỏi cái kia. Nửa tháng nữa Triệu Lưu Ly cập kê. Lần này nàng ra ngoài chính là vì muốn mua một thứ. Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm bán ngọc. Triệu Lưu Ly và Ngụy La cùng đi xuống xe. Đi vào trong cửa hàng, trước mắt đều là ngọc đẹp. Các loại ngọc đều được bày ra khiến cho người ta hoa cả mắt. Triệu Lưu Ly đến chỗ trưởng quầy, trong mắt xoay chuyển nhỏ giọng nói: "Ở đây có món đồ đôi nào không?" Trưởng quầy làm ăn đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên biết rõ nàng muốn hỏi cái gì. Hắn có mắt nhìn người, thấy dung nhan hai tiểu cô nương trước mặt không tầm thường, một thân quý khí liền biết có vụ làm ăn lớn đang chờ hắn. Hắn ta nói: "À có, nhị vị cô nương xin chờ một lát, tôi đi lấy cho các ngài." Không lâu sau, hắn ta lấy ra một cái hộp màu son khắc hoa mẫu đơn, mở ra đưa tới trước mặt các nàng. "Đây là bảo vật trân quý của bổn tiệm, mời nhị vị cô nương xem." Trên lớp lụa đỏ là một đôi dương chi bạch ngọc sáng màu, nhẵn mịn không chút tì vết, vừa nhìn liền biết là cực phẩm, nhưng trân quý không phải vì thế. Trưởng quầy vì để các nàng nhìn ra chỗ tốt, còn cố ý đưa nó tới dưới ánh nắng mặt trời cho các nàng xem. Hai khối ngọc chồng lên nhau, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy một cái đồng tâm kết bên trong, cực kỳ hiếm có. Hơn nữa hình dáng hai khối ngọc này lại giống hình trái tim, trưởng quầy đặt tên cho chúng là đồng tâm ngọc. Triệu Lưu Ly vừa nhìn liền thích ngay, hai khối ngọc này có thể đeo lên cổ, giấu trong y phục sẽ không bị phát hiện. Trưởng quầy thật lòng muốn bán, thấy Triệu Lưu Ly thật thích cũng không lừa gạt, đưa ra một cái giá khá hợp lý. Có điều giá tiền này đối với người bình thường mà nói thật sự là quá cao, 1.800 lượng, không ăn không uống, vất vả cả đời cũng không có được nhiều tiền đến vậy. Triệu Lưu Ly lại không có khái niệm về tiền bạc, dù sao lúc nàng ra cửa, Thu Mama cũng đưa cho nàng rất nhiều ngân phiếu, dùng 1.800 lượng mua hai khối ngọc cũng dư sức. Triệu Lưu Ly bảo cung nữ đưa tiền, hoan hoan hỉ hỉ cầm khối ngọc trong tay, ngay cả cái hộp cũng không cần, liền đi ra khỏi cửa hàng. Ở ngoài cửa, Dương Trần vững vàng đứng chờ. Triệu Lưu Ly nhìn qua xe ngựa, thấy Triệu Giới không xuống, mới đi tới bên cạnh Dương Trần. Nàng nắm lấy bàn tay đang rủ xuống của hắn, đem một khối ngọc đặt vào tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười dịu dàng: "Hôm nay là sinh thần Dương Trần ca ca, đây là quà cho huynh." Dương Trần sững sờ, không nghĩ Triệu Lưu Ly lại nhớ rõ. "Còn một cái này là của ta." Nàng đem khối ngọc còn lại nắm trong tay dặn dò: "Dương Trần ca ca, lúc nào cũng phải mang theo nó, mỗi ngày ta đều sẽ kiểm tra." Tâm tư vừa động, đôi mắt tĩnh lặng của Dương Trần cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Hắn nhìn Triệu Lưu Ly, đôi mắt sâu thẳm, cố gắng đè nén bản thân. Nếu không phải cố kỵ đang ở trên đường lớn, lại có Tĩnh Vương đang ngồi trên xe ngựa, hắn chắc chắn sẽ nhịn không được mà ôm nàng vào lòng. Hồi lâu sau, rốt cuộc Dương Trần cũng trịnh trọng gật đầu nói: "Được." Triệu Lưu Ly thỏa mãn cười một cái, rồi ngồi trở lại trên xe ngựa,
không chờ được mà nhờ Ngụy La giúp nàng đeo khối ngọc kia lên cổ. Triệu Giới mở mắt nhìn thoáng qua, Triệu Lưu Ly không nói với hắn khối ngọc này có một đôi, cũng không nói tại sao phải mua, Triệu Giới cũng không hỏi nhiều. Đi dạo từ sáng sớm tinh mơ, rất nhanh liền đến buổi trưa, lại đúng thời điểm dùng cơm. Triệu Lưu Ly hỏi Triệu Giới dùng bữa ở đâu, Triệu Giới suy nghĩ một chút rồi nói, đi Ngự Hòa Lâu đi. Triệu Lưu Ly đối với mấy tiểu lâu này không quen thuộc, Triệu Giới nói đi nơi nào thì là nơi đó, cũng không có dị nghị gì. Không lâu sau đã tới trước cửa Ngự Hòa Lâu, đoàn người xuống xe ngựa, Triệu Lưu Ly chuẩn bị đi vào trong. Triệu Giới lại nói, Lưu Ly, cách đây không xa có một nhà bán đậu phụ, nghe nói lần trước muội muốn ăn, nhà này làm hương vị không tệ, chỉ bán vào buổi trưa thôi. Triệu Lưu Ly nghe vậy liền động tâm nghĩ nghĩ, rồi nói, vậy muội và Dương Trần ca ca cùng qua đó, ăn xong sẽ về, nhị ca ca và A-La tìm một nhã gian gọi đồ ăn trước đi. Ngụy La nhíu mày, nói vậy không phải là muốn nàng một mình đơn độc cùng đợi với Triệu Giới hay sao? Ngụy La mở miệng muốn nói nàng cũng đi cùng. Đáng tiếc, Triệu Lưu Ly và Dương Trần đã đi xa. Uống gì hai người họ tình nồng ý mật, thật vất vả mới có chút thời gian riêng tư. Nàng đi theo làm gì chứ? Ngụy La nhìn bóng lưng hai người họ, cũng đành thôi, ngoan ngoãn đi theo Triệu Giới vào Ngự Hòa Lâu. Lúc này người không nhiều lắm, trên lầu còn có nhã gian. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi vào một nhã gian ở phía tây, đẩy tấm bình phong ra, cung kính nói, thỉnh nhị vị. Nhã gian coi như sạch sẽ, bố trí sát tường, không gian rộng rãi. Triệu Giới ngồi sau bàn vuông gọi mấy món, sau đó liếc nhìn Ngụy La ở đối diện, nói, lại thêm một chén vằn thắn nguyên bảo. Tiểu nhị ghi nhớ từng cái sau đó đề nghị, à hôm nay trong lâu mới làm ra một món mới màu sắc rực rỡ, tên là chè hạt sen uyên ương. Công tử và cô nương dùng rất hợp, công tử có muốn gọi hai chén không? Chè hạt sen uyên ương, đây là cho rằng bọn họ là một đôi hay sao? Ngụy La bất mãn ngẩng đầu liếc nhìn tiểu nhị một cái, ánh mắt ai oán. Triệu Giới lại vô cùng sung sướng, thấp giọng cười một cái, chống cằm nhìn tiểu nhị đang đứng đối diện, cố ý hỏi nàng, "A La, muội muốn dùng không?" Ngụy La mím môi không cần suy nghĩ liền từ chối, "Không muốn." Tiểu nhị sờ sờ mũi cười một tiếng, cũng không cảm thấy gì, hành lễ xoay người ra ngoài dặn dò phòng bếp làm đồ ăn. Sau khi tiểu nhị rời đi, trong nhã gian chỉ còn lại hai người Ngụy La và Triệu Giới. Thường ngày khi Ngụy La ở cùng với hắn, đều có chuyện nói không hết, bây giờ nàng lại cố tình không để ý hắn. Khiến nhã gian yên tĩnh vô cùng, Triệu Giới lại không thấy lúng túng. Hắn ngồi phía sau bàn tay khẽ động, đôi mắt vượng nhìn nàng chằm chằm, rất lâu cũng không rời mắt đi. Hắn sao vẫn nhìn nàng như vậy chứ? Mới đầu Ngụy La cũng không để ý Triệu Giới, cứ để hắn nhìn nàng, nàng chính là không thèm để ý. Sau cùng Ngụy La thật sự không chịu nổi, mắt hạnh mở to, tức giận trừng mắt. Tĩnh Vương ca ca, huynh nhìn muội làm gì? Triệu Giới a một tiếng trầm giọng nói, vì sao không thể nhìn? Nàng nhớ tới mấy lời vừa rồi của tiểu nhị cân nhắc nói, người khác sẽ hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác, cái gì Triệu Giới cũng biết, nhưng lại nén cười hỏi, hiểu lầm cái gì? Ngụy La trầm mặc không nói gì nữa, nhưng lần này Triệu Giới không định buông tha cho nàng. Đôi mắt đen nhánh không chớp, nhìn nàng chằm chằm, từ tốn nói, à là, hiểu lầm cái gì? Ngụy La không chịu trả lời, Triệu Giới liền đứng dậy đi tới trước mặt nàng, một tay vịn lên bàn gỗ lim, cúi người từ từ ép lại gần nàng, không cho phép nàng cự tuyệt, nói cho bản vương biết. Ngụy La vô thức đẩy hắn ra, nhưng lồng ngực Triệu Giới cứng rắn, vững vàng như núi, nàng đẩy hai cái hắn cũng không động, lại từng chút một tới gần nàng, khiến nàng phải từng chút lui về phía sau. Sau cùng, tiếng ghế đôn bên dưới Ngụy La làm từ gỗ lim phát ra ánh sáng được bọc vải thêu hoa văn hình sư tử và cây tùng từ từ nghiêng về phía sau. Thân mình Ngụy La theo đó cũng ngửa ra sau, dường như sắp ngã tới nơi. Ngụy La mở to mắt, vô thức nắm lấy tay áo Triệu Giới. Cũng may Triệu Giới phản ứng kịp, một tay đỡ sau gáy nàng, một tay ôm chặt eo nàng, hai người cùng ngã lăn ra đất. Hắn gắt cao che chở cho nàng, không để nàng bị chút tổn thương nào. Thân thể hai người họ dính sát vào nhau. Ngực Ngụy La bị lồng ngực cứng rắn của hắn đè ép, hai khối cao ngất kia vốn cảm thấy đau, bây giờ lại ngã chúi xuống khiến nàng đau tới nỗi gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Triệu Giới dường như cũng cảm thấy gì đó, tay ở sau đầu nàng rút đi, khẽ chống thân mình lên. Có điều hắn không buông Ngụy La ra, lồng ngực hắn rời đi nhưng hai chân dài rắn chắc vẫn dán chặt lấy nàng, thậm chí
một chân chen vào giữa hai chân nàng, cứng rắn giữ lấy. Khác biệt giữa nam và nữ trong phút chốc biểu hiện ra vô cùng sâu sắc, thân thể nàng mềm mại, hắn lại cứng rắn mạnh mẽ. Mặt Ngụy La đỏ bừng, ở dưới thân thể hắn không thể động đậy, dãy dụa cố gắng đứng lên. Mau thả muội ra. Triệu Giới không động, một tay chống bên người nàng, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng. Thân hình cao lớn vẫn dán lên người nàng, yên lặng nhìn. Cặp mắt kia chất chứa tình chiều, sâu không lường được, muốn bao phủ lấy nàng. Triệu Giới trầm giọng hỏi, nếu ta không buông ra thì sao? Lưu Ly và Dương Trần sao mãi vẫn chưa về chứ? Ngụy La thật là muốn khóc mà. Lúc này Nhã Gian cách vách cố tình lại truyền tới một thanh âm kỳ quái, giống như của một nam một nữ, một giọng thô trầm, một giọng mềm mại kiều nhuyễn, xen lẫn vào một chỗ ái muội vô cùng. Cách âm của Nhã Gian thật sự không tốt, cho nên động tĩnh của hai người cách vách truyền tới chỗ họ rất rõ ràng. Ngụy La thậm chí còn nghe được giọng nữ kêu lên, đừng, đừng cắn chỗ đó. Chương 72. Ai la, muội nghe. Chắc hẳn Triệu Giới cũng nghe được những âm thanh này, tay đang ôm nàng cứng đờ. Cả người Ngụy La đều thấy không ổn. Nàng nâng tay nhỏ, đẩy lồng ngực Triệu Giới ra nhắc nhở, Thịnh Vương ca ca, để muội đứng lên. Thân thể Triệu Giới cao lớn đè nàng trên sàn nhà, tư thế này như thế nào cũng thấy thật ái muội. Mặc dù Ngụy La sống qua hai đời, nhưng nàng chưa từng thân mật với người khác, càng không có chuyện thân thể gần gũi ái muội với một người đàn ông như vậy. Triệu Giới ở phía trên nàng ngẩng đầu liền thấy thân thể nam nhân bẩm sinh cường đại, hơn nữa hắn lại có thân phận như vậy, Triệu Giới cái gì cũng không cần làm, lại khiến nàng không còn đường lui. Triệu Giới chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn cúi xuống ôm chặt nàng vào lòng, dán mặt lên mặt nàng, thanh âm trầm thấp, giọng nói khàn khàn. À la, muội nghe xem. Triệu Giới nói nàng nghe xem, còn về nghe cái gì, không cần nói cũng biết. Ngụy La nghiêng đầu trốn tránh, né tránh động chạm của Triệu Giới, cả mặt lẫn tai đều hồng, không cần nghĩ liền cự tuyệt. Muội không nghe. Tuy là nói như thế, nhưng thanh âm đứt quãng từ Nhã Gian bên cạnh vẫn truyền tới. Cách một vách tường, giọng nữ đại khái cũng ý thức được đây là nơi nào, thanh âm hạ thấp cơ hồ không nghe rõ, ríu rít nói. Thế tử gia, như vậy không tốt, sẽ bị nghe thấy. Người được gọi là thế tử gia cúi đầu hừ một tiếng, giọng nói tỏ vẻ không quan tâm, to miệng nói. Sợ cái gì? Bọn họ còn có thể vào đây xem hay sao? Ngụy La nghĩ một chút, thật không nghĩ ra ở thành Thịnh Kinh có vị thế tử gia nào lại có thể thích tới nơi này tìm kiếm kích thích như vậy. Đương nhiên, bây giờ nàng nghĩ không ra cũng là bình thường, suy nghĩ của chính nàng còn không rõ, đâu có tâm tư đi quản chuyện người khác. Âm thanh bên cạnh tuy rằng ngừng lại, nhưng không cần nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì. Ngụy La chống tay, cố gắng tránh đi xiềng xích của Triệu Giới mà đứng lên. Nàng vừa mới ngồi dậy được một nửa, giọng nữ cách vách lại nũng nịu ai oán. Tỷ phu thật xấu mà, nếu để tỷ tỷ biết được thì... Động tác của Ngụy La khựng lại. Tỷ phu, khẩu vị này cũng nặng quá rồi. Tuy ra mặt Ngụy La không mỏng, nhưng lúc này cũng không tránh được mặt mũi đỏ hồng. Má hồng đỏ ửng, hàng mi thật dài khẽ run. Nàng cụp mắt, che đi đôi mắt long lanh sáng ngời. Để muội đứng lên. Lồng ngực Triệu Giới nóng hổi, hắn chống người đứng dậy nhìn nàng, chỉ thấy tiểu cô nương hơi cắn môi, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn biết nàng ngượng, cũng biết mọi việc đều phải có chừng mực, nên cũng không tiếp tục đè ép nàng. Đứng lên đỡ nàng từ mặt đất dậy, Triệu Giới áp chế lửa nóng trong người, giống như không có gì phủ đi bụi bặm trên người nàng, cầm tay nàng hỏi, ngã có đau không? Ngụy La rút tay về, không cho Triệu Giới chạm vào. Không đau. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về cửa Nhã Gian, tấm bình phong đóng chặt. Triệu Lưu Ly và Dương Trần vẫn chưa quay về. Ăn tào phớ mất nhiều thời gian như vậy sao? Ngụy La nhíu mày, nàng thật không muốn đơn độc cùng Triệu Giới ở chung một chỗ đâu. Tay Triệu Giới dừng lại giữa không trung, cánh môi cong lên, cười một tiếng. Vốn dĩ hắn cũng không muốn nói ra sớm như vậy. Nhưng tiểu cô nương trốn tránh hắn quá rõ ràng, khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Cho dù biết rõ hắn thích nàng thì thế nào, chẳng lẽ vì vậy nên hắn không phải là đại ca ca của nàng sao? Lần này Triệu Giới không định để Ngụy La né tránh, cầm bàn tay nhỏ bé đang rũ xuống của nàng, không cho cự tuyệt, kéo nàng tới gần. Tay kia vòng qua sau lưng nàng, tạo thành xiềng xích trói buộc hành động của nàng. Triệu Giới ngẩng đầu, đáp lại mặt hạnh tròn vo của nàng. À là, muội không thích đại ca ca sao?
Dáng người tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, một tay Triệu Giới ôm nàng vào trong ngực còn dư thừa. Hơn nữa nàng cũng không cao lắm, hắn ngồi nàng đứng, thế mà cũng chỉ hơn hắn nửa cái đầu. Bây giờ hắn chạm vào trán nàng, hai người gần nhau như vậy, hô hấp quẩn quanh một chỗ, Ngụy La chỉ cảm thấy mũi thật ngứa, có chút không thoải mái. Ngụy La nhếch môi, hồi lâu sau mới chậm chạp nói: thế thì không phải. Không phải nàng không thích hắn, cũng không phải nàng ghét hắn, chỉ là sự thích của nàng và hắn không giống nhau. Nàng coi Triệu Giới như một vị ca ca đáng kính, chưa bao giờ có tâm tư sai lệch gì với hắn. Nhưng đại ca ca này lại có ngày vụng trộm hôn nàng, còn ôm nàng thật chặt, làm những việc thân mật chỉ có giữa nam và nữ. Trong lòng Ngụy La rối bời, môi Triệu Giới cong lên vui vẻ, buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, đổi thành cả hai tay hắn đều ôm eo nàng, kéo nàng lại gần hắn hơn nữa. Trong lòng Ngụy La đang nghĩ tới lời nói của Triệu Giới, căn bản không để ý tới khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, càng không biết tư thế lúc này của bọn họ thân mật tới cỡ nào. Eo nàng bị hắn giữ lấy, gò má hai người tương đối gần, khoảng cách chỉ vỏn vẹn có gang tấc. Triệu Giới giọng khàn khàn, thong thả lại ôn nhu, giống như xoáy đuôi dài dụ dỗ tiểu cô nương. Vậy sao lại trốn ta? Ngụy La nhớ tới gì đó, hai tay ửng hồng, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn, im lặng không nói. Triệu Giới cười nhẹ lại hỏi: ngày đó ở Thiên Phật Tự, muội đã tỉnh đúng không? Ngay cả cái này mà hắn cũng đoán được. Ngẫm lại cũng phải, từ ngày đó nàng bắt đầu trốn tránh hắn, Triệu Giới thông minh như vậy sao có thể không đoán ra được. Ngụy La không lên tiếng, cũng không trả lời. Tiểu cô nương không nói lời nào, Triệu Giới tự nhiên có cách. Triệu Giới ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của nàng, môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên. Muội tỉnh tới lúc nào? Là lúc ta bắt đầu hôn muội sao? Thân thể Ngụy La cứng đờ, không tin được quay đầu nhìn hắn. Đuôi mày Triệu Giới nhếch lên vui vẻ, nhìn thấy cái miệng nhỏ của nàng bởi vì kinh ngạc mà hơi mở, lại nói: hay là lúc ta đang hôn muội thế này? Nói xong, Triệu Giới cắn một cái lên đôi môi mềm mại của nàng. Chương 73. Bản vương thích muội, không thể làm như không thích. Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, không tin được Triệu Giới lại có thể làm lần nữa, hơn nữa còn là trong lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo. Triệu Giới không xâm nhập, chỉ ngậm môi nàng mút hai cái, triền miên dây dưa. Ngụy La không dám động, chỉ có thể ngơ ngác tùy cho hắn trêu ghẹo. Rất nhanh, đầu óc của nàng cũng thanh tỉnh, nhớ ra bọn họ đang ở trong ngự hòa lâu, Triệu Lưu Ly và Dương Trần có thể quay về bất kỳ lúc nào. Ngụy La không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị bọn họ nhìn thấy. Nàng giơ tay lên đẩy Triệu Giới ra, có điều cái ôm của Triệu Giới thật sự rất chặt, nàng đẩy nửa ngày cũng không lay chuyển, ngược lại còn bị hắn không nhẹ không nặng cắn một cái, không đau lại có chút giống như uy hiếp. Triệu Giới hôn rất mạnh mẽ, khiến nàng không có lực chống đỡ. Cái hôn lần trước so với lần này thật không đáng kể, lần trước hắn chỉ lướt nhẹ qua, lần này là chân chính muốn ăn luôn nàng. Hắn thừa dịp miệng nàng hơi mở ra mà tiến vào cùng nàng dây dưa. Ngụy La không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt ô ô mấy tiếng, âm thanh mềm mại vừa nhuyễn vừa ngọt. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân khách nhân qua lại, giống như gần sát bên tai nàng, tiếng động ồn ào náo nhiệt truyền vào nhã gian, càng chứng tỏ chỗ bọn họ yên tĩnh cỡ nào. Ngụy La không nghe được thanh âm của người khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Triệu Giới xen lẫn vào hơi thở của nàng, giống như nhã gian cách vách. Tim nàng như nổi trống, toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có. Nếu Lưu Ly và Dương Trần không quay về, có khi nàng sẽ bị Triệu Giới ăn sạch mất. Bàn tay nhỏ bé của Ngụy La níu lấy vạt áo hắn, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Không lâu sau, tấm bình phong của nhã gian bị đẩy ra, thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị vang lên: khách quan, món ăn của các ngài lên đây. Mới nói được một nửa liền im bặt. Tiểu nhị cứng người đứng luôn tại chỗ, lúng túng nhìn hai người trong phòng ôm nhau. Nam nhân cao lớn ôm tiểu cô nương nũng nịu, thân mật không nghiêm túc, hắn ta đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh. Hồi lâu sau, tiểu nhị mới hoàn hồn lôi ra, cười làm lành: nhị vị cứ tiếp tục. Cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, đôi môi của tiểu cô nương bị hắn cắn tới đỏ bừng, còn có chút sưng. Hắn giơ tay, ngón tay bên môi nàng xoay vòng, gọi tiểu nhị quay lại. Chậm đã, còn nhã gian khác không? Đổ cho chúng ta. Son trên môi Ngụy La đều bị Triệu Giới nuốt vào, hai gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước, bộ dáng vô tội khiến người yêu thương.
Tiểu nhị vội vàng dừng bước, xoay người cúi đầu, khom lưng nói. Có, khanh quan không hài lòng với nhã gian này sao? Tiểu nhân liền đổi cho ngài một nhã gian khác. Sao có thể hài lòng? Quả thật là không thể hài lòng nổi. Cách vách có người phiền vân phúc vũ, âm thanh lớn như vậy, ai còn nuốt trôi cơm được? Hơn nữa nếu không phải tại bọn họ, nói không chừng Ngụy La nàng cũng sẽ không bị Triệu Giới hôn môi. Ngụy La không nhịn được oán thầm. Tiểu nhị để bọn họ chờ một chút, hắn ta sai người đi dọn dẹp nhã gian khác. Không bao lâu liền dẫn Triệu Giới và Ngụy La đi qua. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy khách ở nhã gian cách vách cũng đi ra ngoài. Một nam một nữ, nam nhân đi phía trước, đẩy tấm bình phong ra, lộ ra gương mặt tuấn lãng. Bộ dáng hắn chỉn chu, mặt ngọc phong lưu, hình tượng công tử văn nhã. Hắn ta áo mũ chỉnh tề, áo bào màu tím nhạt, thắt lưng đeo ngọc bội. Nếu không phải lúc nãy nghe được động tĩnh của hai người họ ở nhã gian bên cạnh, chắc chắn sẽ bị bề ngoài của hắn ta lừa gạt. Cô nương đi phía sau hắn dừng 15-16 tuổi, dung mạo thanh tú, cũng không phải mỹ nhân xinh đẹp, nhưng hơn những người ở khí chất yếu đuối, quyến rũ mê người. Phần lớn nam nhân đều thích nữ nhân như vậy, các nàng ôn nhu uyển chuyển, săn sóc tinh tế, cực kỳ thỏa mãn dục vọng khống chế của nam nhân. Nếu lúc hoan ái lại quyến rũ một chút, vậy thì càng khiến người thích mê. Ngụy La nhớ tới tiếng tỷ phu vừa rồi, ánh mắt nhìn hai người có chút tế nhị. Thật sự khiến nàng được rửa mắt mà. Nam nhân đó hình như có quen biết Triệu Giới. Hắn ta cúi đầu sửa lại áo dệt kim theo chim triển cành, ngước mắt lơ đãng nhìn Triệu Giới, nhướng mày cười cười. Ồ, không phải Trường Sinh sao? Người quen. Ngụy La đứng bên cạnh Triệu Giới cảm thấy rất tỉnh táo. Ánh mắt nam tử đó chuyển qua từ Triệu Giới qua nàng, khóe miệng có chút câu dẫn, giọng nói đầy ái muội. Vị này là... Mi tâm Triệu Giới cau lại, bất mãn với ánh mắt hắn ta nhìn Ngụy La, ngữ khí lãnh đạm không đáp mà hỏi lại. Sao thế tử lại rảnh rỗi mà tới đây vậy? Vị trước mặt này chính là nhi tử Triệu Giác của Thụy Thân Vương, nhị thúc của Triệu Giới. Thụy Vương Phi cưng chiều hắn từ nhỏ đã không dạy dỗ được, Thụy Vương gia lại không để ý, thế nên hắn ta dù đã 23, vẫn là bộ dáng bất trị này, ngu dốt kiêu ngạo, không tốt lên được. So với Lý Tụng, hắn ta chỉ hơn chứ không có kém. Ỷ và phụ thân mình là đệ đệ ruột của Hoàng đế Sùng Trinh, lấy một chiếc quan nhàn tản ở hộ bộ, lại ỷ vào chức quan mà làm chuyện không đứng đắn. Quan viên ở hộ bộ đa phần đều bất mãn, lại ngại thân phận phụ thân của hắn, giận cũng không dám nói gì. Không chỉ vậy, Triệu Giác còn có danh háo sắc, tham luyến nam nữ hoan ái. Quý phủ cưới về một chính thê, lại nạp ba di nương. Đã vậy còn cùng nha hoàn trong phủ dây dưa không rõ. Bây giờ thì ngay cả tiểu di tử cũng không tha. Đúng là cầm thú mà. Ngụy La lặng lẽ nghĩ. Lúc nãy, nàng mới nghe trộm bọn họ qua vách tường, bây giờ đối mặt. Ngụy La không có cách nào nhìn thẳng. Thế mà hai người bọn họ lại giống như không biết gì, cản đường đi của nàng và Triệu Giới không chịu tránh. Mặt tiểu cô nương phía sau Triệu Giác đỏ bừng, mắt hàm ý xuân. Vừa nhìn liền biết mới được hùng hăng yêu thương. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy La, đại khái cũng cảm thấy ngượng, liền cúi đầu nhìn đất. Triệu Giác lại không cho là đúng, cười cười, trong tay cầm một phiến ngọc, thong thả ung dung phe phẩy. Hôm nay A Vu có việc không thể ra ngoài, liền năn nỉ bổn thế tử dẫn muội muội đằng ấy đi ra ngoài dạo một lát. A Huyền mới vào kinh thành, có rất nhiều thứ không quen, vừa vặn bản thế tử rảnh cho nên liền đồng ý. A Vu trong miệng hắn ta đúng là chính thê Hướng Vu, A Huyền là muội muội của nàng ấy. Hướng Huyền và Hướng Vu không phải tỉ muội ruột mà là đường tỉ muội. Triệu Giới không có hứng thú đối với việc của Triệu Giác, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, bây giờ hỏi xong rồi tất nhiên là muốn rời đi. Triệu Giới cất bước nói, đã như vậy ta không quấy rầy nhã hứng của thế tử, ngày khác bản vương tới Thụy Vương phủ lại nói. Nói xong liền dẫn Ngụy La đi. Triệu Giác chưa từ bỏ ý định, ánh mắt hắn ta bám trên người Ngụy La. Chao ôi, thần vất vả mới gặp được một lần sao lại muốn đi rồi? Trường Sinh và cháu gái anh quốc công có quen biết hay sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Anh quốc công là người bảo thủ, huynh lại dám đối với cháu gái ông ta. Lời nói này của hắn càng ngày càng không đứng đắn, thậm chí còn có ý định đưa tay muốn động chạm lên vai Ngụy La. Triệu Giới nắm tay Triệu Giác đưa ra một nửa, ánh mắt lạnh băng không chút lưu tình. Nắm tới xương cốt hắn ta cũng muốn rung lên. Nàng ấy đi ra ngoài với Lưu Ly, không giống như ngươi nghĩ. Nếu còn làm loạn, bản vương sẽ không khách khí với ngươi.
Triệu Giác không ngờ phản ứng của Triệu Giới lại lớn như vậy, chịu đựng đau đớn nói, không phải là... Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt hung dữ lạnh lẽo của Triệu Giới chiếu tới. Triệu Giác liền ngậm miệng. Lúc này Triệu Giới mới buông tay hắn ta ra, dẫn Ngụy La đi tới một nhã gian khác. Ngụy La đi sau lưng Triệu Giới, lúc đi ngang qua Triệu Giác liền nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tiểu cô nương lãnh đạm nhưng không sắc bén như Triệu Giới, trong ánh mắt nàng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút địch ý không dễ nhận thấy, âm lãnh giả quyệt, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Triệu Giác bị Ngụy La nhìn liền sững sờ quên cả phản ứng. Ngụy La vừa đi vừa nghĩ, hóa ra hắn ta chính là Triệu Giác. Chính người này đã đẩy Ngụy Thường Dẫn từ trên lưng ngựa xuống, đạp gãy gân cốt của Ngụy Thường Dẫn, khiến đại ca nàng trở thành phế nhân, đời này cũng không đứng lên được. Bây giờ hắn ta tốt lành đứng ở chỗ này, cùng nữ nhân nói chuyện trai gái, mà đại ca Ngụy Thường Dẫn của nàng lại phải ngồi trên xe lăn, hàng năm đều chịu đựng thống khổ, ngay cả thích một nữ nhân cũng không dám, đẩy người ca ca yêu ra xa. Bi kịch đời trước của Ngụy Thường Dẫn và Lương Ngọc Dung đều bắt nguồn từ Triệu Giác. Gương mặt nhỏ của Ngụy La xa sầm, tâm tình nặng trĩu. Nàng đi theo sau Triệu Giới vào nhã gian, im lặng ngồi trên ghế gỗ bằng hoa lê phủ vải thêu, không nói gì. Sớm không còn bộ dáng e lệ vừa rồi. Tiểu nhị bưng từng món lên, đồ mặn đồ ngọt, còn có một con ba ba ninh, lại cố ý để trước mặt nàng một chén vằn thắn nguyên bảo. Đồ ăn Ngự Hòa Lâu làm rất khá, chỉ một tô vằn thắn nhỏ đã ngon vô cùng. Nước dùng nấu từ canh gà hầm, thơm ngon sóng sánh. Bên cạnh còn rắc một ít tôm khô vóc vỏ, lớp vỏ vằn thắn mỏng mềm, cho vào miệng là tan. Vằn thắn vừa giòn vừa mềm, uống một ngụm canh lại ăn một miếng, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Đáng tiếc, lúc này Ngụy La lại không có tâm tình ăn vằn thắn. Nàng ngẩng đầu, nhớ tới một màn vừa thấy ban nãy. Hướng Vu là tiểu nữ nhi của đương kim lễ bộ thượng thư Hướng Hành Chu. Hướng Huyên lại là nữ nhi của đệ đệ thứ xuất của ông, Hướng Hành Phàm. Hai vị cô nương, một là con vợ cả, một là thứ xuất. Hướng Hành Chu bằng bản lĩnh của mình vào kinh làm quan lớn. Hướng Hành Phàm lại ở nhà làm kẻ vô tích sự. Thấy nữ nhi đã lớn, liền muốn đưa nàng ta vào kinh. Nhờ Hướng Vu mang theo nàng ta, dạo quanh một vòng, ở mấy chỗ quý nữ, để tìm được một mối hôn sự tốt. Đây chính là nguyên nhân Hướng Huyên có thể vào kinh. Hướng Vu là tiểu mỹ nhân khí chất thanh cao lộng lẫy, có điều tính cách quá mức mạnh mẽ, đanh đá hiếu thắng. Có lẽ chính vì vậy mới khiến Triệu Giác không thích. Còn Hướng Huyên, Ngụy La còn nhớ, cuối cùng Hướng Vu cũng phát hiện ra gian tình giữa nàng ta và Triệu Giác. Hướng Vu lại chưa bao giờ là người nhẫn nhịn, liền tố cáo với phụ thân Hướng Hành Chu và thúc thúc Hướng Hành Phàm, tìm cách đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Hướng Huyên không còn cách nào, đành cầu Triệu Giác thu nàng ta. Đáng tiếc khi đó Triệu Giác đã không còn hứng thú, tất nhiên là chẳng quan tâm. Lúc này Hướng Huyên không còn trong sạch, lại không thể vào phủ Thụy Vương. Cuối cùng nghĩ ra một cách, thừa dịp Lương Dục say rượu, liền câu dẫn hắn, khiến hắn nghĩ rằng đã phá thân xử nữ của nàng ta, từ đó vào phủ Bình Viễn Hầu làm thiếp thất của Lương Dục. Hướng Huyên là người không an phận, sau khi đi theo Lương Dục cũng không thay đổi, không toàn tâm chăm sóc Lương Dục. Ngược lại nghĩ cách bỏ lên. Nàng ta và Lương Ngọc Dung không hợp nhau. Nghe nói các nàng ở chung thật sự không tốt. Không những thế còn chọc Bình Viễn Hầu phu nhân tức đến phát bệnh. Chuyện này là sau khi Lương Ngọc Dung chết đi, Ngụy La nghe được nha hoàn bên cạnh nàng ấy nói lại. Loại nữ nhân tâm thật bất chính này, đời này không thể lại vào cửa phủ Bình Viễn Hầu gieo họa cho một nhà Lương Ngọc Dung. Ngụy La chăm chú suy nghĩ, không để ý bên cạnh còn một người. Triệu Giới tự rót cho mình một chén trà, đem chén men khảm ngọc lam năm màu đẩy tới trước mặt nàng, đỡ cằm dưới của nàng hỏi, đang nghĩ gì thế? Thần trí Ngụy La trở lại, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt hắn, nhớ tới vừa rồi lúc ở nhã gian kia hắn hôn nàng còn bị tiểu nhị nhìn thấy, nhất thời gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, khẩu thị tâm phi nói, không nghĩ gì cả. Triệu Giới thấp giọng cười cũng không hỏi nữa. À La, tâm tư đại ca ca muội rõ không? Ngụy La đang muốn trả lời, đột nhiên thấy bên môi Triệu Giới có một vết màu đỏ. Nàng yên lặng nhìn một chút mới nhận ra đó là son môi của mình. Nhất định là vừa rồi lúc hắn hôn nàng liền bị dính lên. Cũng may hôm nay nàng dùng son môi màu hồng nhạt cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu ở gần nhất định có thể thấy rõ.
Khó trách lúc nãy Triệu Giáp dùng ánh mắt ái muội như vậy nhìn bọn họ. Ngụy La lập tức cảm thấy mất mặt, đều do Triệu Giới. Cũng may Lưu Ly còn chưa về, không bị nàng ấy nhìn thấy. Nếu mà để nàng ấy thấy được, nàng có mười cái miệng cũng không nói rõ được. Ngụy La không trả lời Triệu Giới, tức giận chỉ chỗ son môi dính trên môi hắn. Ca ca, mau lau đi. Triệu Giới không rõ, lau cái gì? Ngụy La mím môi giải thích, son trên môi muội bị dính ngoài miệng ca ca kìa. Ngụy La vốn cho rằng Triệu Giới sẽ xấu hổ, ai ngờ hắn còn vui vẻ hơn, không những không nóng nảy, ngược lại còn thong dong dùng ngón tay cái lau lau. Ở đây sao? Không phải, căn bản là không lau mà. Ngụy La lắc đầu tiếp tục chỉ, lên trên một chút nữa. Hắn lại lau lau. Ở đây vẫn không đúng, lệch hướng rồi. Ngụy La lo lắng cứ như vậy sẽ trễ này, Lưu Ly và Dương Trần rất nhanh sẽ trở lại. Nàng đành phải cầm khăn lụa giúp hắn lau đi vết son trên miệng. Lau xong lại nhìn kỹ xung quanh, thấy không còn dấu vết gì khác mới yên tâm. Ngụy La ngẩng đầu, đang muốn về lại chỗ mình, Triệu Giới bỗng nhiên cầm tay nàng mở miệng nói, "À La." Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên thanh âm của Triệu Lưu Ly, "Là gian này sao? Không phải sai rồi đấy chứ?" Nói xong tấm bình phong bị đẩy ra, Ngụy La cuống quýt rút tay về, nhìn ra phía cửa. Cửa nhã gian và bàn điêu sư có ngăn cách bởi một tấm bình phong tứ phiên khảm hoa văn bách điểu. Lúc Triệu Lưu Ly đi tới, vừa vặn Ngụy La về lại chỗ cũ. Triệu Lưu Ly vui vẻ đi tới trước mặt nàng, đem một bao giấy dầu để trước mặt Ngụy La. "A La, xem đi, đây là mứt quả ta và Dương Trần ca ca mua đó, ta vừa mới ăn một miếng rồi, đúng lúc ăn." Trong giấy dầu bọc mười mấy viên kẹo hồ lô, bộ dáng không đồng nhất, có cây chỉ có sơn tra. Có cây là sơn tra bọc bên ngoài hạch đào, có cây là anh đào hoặc quýt. Bên ngoài lại có một tầng nước đường, vẩy thêm ít dầu vừng. Nhìn liền thấy thèm. Ngụy La còn chưa động, Triệu Giới ở một bên nói, "Ăn cơm trước, ăn sơn tra sau." Triệu Lưu Ly ngoan ngoãn, ồ một tiếng cũng không phản đối. Nàng vô cùng nghe lời Triệu Giới, cũng không dám làm trái lời ca ca mình. Lập tức đi cất đồ, ngồi bên cạnh Ngụy La nói, "Mới vừa rồi ta không dám ăn no, chỉ ăn nửa bát tàu phớ, để bụng ăn cơm." Nửa bát còn lại đương nhiên là cho Dương Trần. Dương Trần là thị vệ, không thể ngồi cùng bàn với họ. Lúc này Đoan Đoan chính chính đứng ở một bên. Bởi vì Triệu Giới ở đây, Triệu Lưu Ly cũng không thể kêu hắn cùng dùng bữa. Chỉ có điều sẽ ngẫu nhiên nhìn Dương Trần, thừa dịp Triệu Giới không chú ý, lại lén lút cười với hắn. Dương Trần nhìn Triệu Lưu Ly, mặc dù không cười nhưng nhu hòa trong mắt, sao cũng không thể che đậy hết được. Bữa ăn này, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Sau khi dùng bữa xong, Triệu Lưu Ly liền chuẩn bị hồi cung. Ngự hòa lâu ở phố Tây, theo lý gần phủ Anh Quốc Công hơn. Nhưng sau khi lên xe ngựa, Triệu Giới lại kêu phu xe chạy về cung trước, sau đó mới đưa Ngụy La về phủ Anh Quốc Công. Cái này có nghĩa đoạn đường từ cung về phủ Anh Quốc Công, Ngụy La đơn độc ở cùng với Triệu Giới. Nàng hỏi, "Nhà muội cách đây không xa, hai con đường là tới rồi, rất nhanh, có thể đưa muội về trước không?" Triệu Giới ngồi đối diện Ngụy La, mở mắt nhìn nàng một cái. Thời gian Lưu Ly xuất cung có hạn, chậm thêm sẽ trễ giờ. "Hay à, được rồi." Trong nháy mắt Ngụy La á khẩu không biết nên trả lời thế nào. Rất nhanh, xe ngựa tới cửa cung. Trước khi đi, Triệu Lưu Ly còn kề vào tai nàng, híp mắt cười nói, "A La, miệng ngươi hết son rồi." Ngụy La sững sờ kinh ngạc nói, "Ngươi..." Hai huynh muội này đều là người tinh danh, một người so với một người còn thông minh hơn. Đừng nhìn Triệu Lưu Ly thường ngày ngây ngốc, thật ra cái gì cũng hiểu rõ. Nàng biết rõ Ngụy La và Triệu Giới không bình thường, chủ yếu là vì Triệu Giới trước mặt Triệu Lưu Ly chưa bao giờ kiêng nể gì cả, cho nên nàng mới dũng cảm suy đoán. Bây giờ suy đoán được chứng thực, có thể không bao lâu nữa tìm muội tốt liền trở thành tẩu tử tốt của nàng rồi. Triệu Lưu Ly càng nghĩ càng thấy đúng, động tác xuống xe ngựa khoan thai hơn nhiều. Nhưng Ngụy La trong xe thì không tốt lắm. Đầu óc Ngụy La không ngừng nghĩ, vì sao Triệu Lưu Ly lại biết? Biết từ khi nào? Hoàng hậu nương nương có biết không? Càng nghĩ càng thấy tâm loạn như ma. Xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ Anh Quốc Công. Trong xe ngựa, Ngụy La rũ mắt không nói lời nào, Triệu Giới cũng không mở miệng. Trong xe nhất thời yên tĩnh vô cùng. Rất lâu, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, ngẩng đầu mở miệng từ tốn nói, "Chuyện vừa rồi, coi như đại ca ca hồ đồ, cái gì cũng không xảy ra nhá." Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không muốn nghĩ tiếp nhận Triệu Giới.
Quá đột ngột, nàng không suy nghĩ rõ ràng được, mà bản thân Ngụy La cũng không biết phải nghĩ thế nào, chỉ biết mình cần ngẫm lại. Triệu Giới nghe xong im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, hai mắt tiểu cô nương trong veo, lúc này cũng không tránh né, thoải mái nhìn hắn, chờ đáp án của hắn. Đáng tiếc, hồi lâu sau, Triệu Giới lại thản nhiên nói, à là, bản vương đã hôn muội, sao có thể coi như là không có gì xảy ra được. Gương mặt nhỏ của Ngụy La đông cứng lại. Triệu Giới dừng một chút, thanh âm trầm thấp lại từ tốn nói, bản vương thích muội cũng không thể xem như không thích được.